một rừng gà luôn. Ủa nếu chứ bán nhiều tiền đái rồi. Anh chửi đến đó con đi sáng hôm nay là chuyện nào các anh chửi con đi. Rồi em là con đẹp một. Con đi bộ lúc mới vẫn đẹp nhá thầy. Đẹp một. Anh nhớ Tân Nguyên rồi em đi em đi. Đây đông rồi. Để bể đi. Đó, để rừng hay là bể môi? Bể môi. Bể như cân ba. Con gà cho con môi. Con môi khó à. Nhưng về nhà này vẫn đá không nữa. Sợ là lúc con thấy bổi sợ á. Anh mở đúng hồi tiếng Việt gần rồi, người ngoài tiếng Việt lắm. Không biết thôi. Người ngoài thì nhiều lắm. Láo vào nhau đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra xin thực hiện lại để đăng ký, thực hiện lại đấy để đăng ký để thi ga, bảo được chơi trắng cho ga. Tùy vào số lượng ga chúng ta thi để chúng ta cho